phải làm sao để toàn dân nhất tề hướng tới ngọn cờ cứu nước của quân Tây Sơn, nơi mà nghĩa quân đặt chân đến. Trong đó có cả việc thu phục các tầng lớp sĩ phu. Điều đầu tiên Nguyễn Huệ cần làm là phải tạo dựng được vị thế thông qua việc chính tranh kết hôn cùng Ngọc Hân công chúa. Bầu trời thăng long, màn đêm bừng sáng, ngọn gió phương nam mang hơi ấm theo về. Đèn hoa đăng giăng khắp dòng sông lấp lánh, luôn phùng hòa minh chỉ chứng chữ phù thế. Chỉ mãnh rằng non sông này tuần mùa dài bắc nam, bao áo chấm chung đôi tối hạc, nguyện trăm năm duyên ngõ được bày vui. Cánh hoa đào ra từ xứ bắc, theo gió trời nam hạnh phúc nở môi cười. Chỉ mãi rằng non sông này chuồn mùa dài bắc nam, bao áo chấm chung đôi tối hạc, nguyện trăm năm duyên ngõ được bày vui. Trời trở lạnh, đây áo ngự hàn, xin người dùng tạm lúc gió đông. Hỡi ơi, hết kẻ cọng rắn cắn gà nhà, lại đến người rượt dối dày mã tổ. Sao thịt nồi da, muôn dân thống khổ. Biết đến bao giờ đất nước mới được yên dung. Ngọc Hân, Ngọc Hân ơi, ta phải tính sao đây? Nếu ta động đến binh đao thì nào khác chi đổ bỏ giọt máu đào, là cắt đứt thâm tình ruột thịt. Còn nàng, nàng phải mang lấy tội mà
ta, ta thì cũng chẳng trọn đảo làm có. Tướng công, bấy nhiêu năm kề cận, chẳng lẽ chàng không hiểu được lòng thiếp hay sao? Vậy mà chàng vẫn còn ưu tư suy nghĩ, chí anh hùng lưỡng lự cân phân. Đồng binh đao Ngọc Hân ơi, đã rút gươm ra là tiếng đòi chê trách, đã rút gươm ra là đành đoạn môi thâm tình. Loan về làm dâu Bình Định, nàng chỉ một lần về lại với quê hương. Tuy không nói ra lòng nhớ lòng thương, nhưng ta hiểu nỗi niềm của nàng chất chứa. Nước mất nhà tan quê hương binh lửa, thì cành mắt qua nam chỉ đẹp lúc ban đầu. Phu quân ơi, thiếp nhớ mãi lần đầu gặp gỡ, vì anh hùng ngạo nghễ đứng giữa Thăng Long, nghĩa cử thanh tao ánh mắt rạng ngời, làm sao xuyến con tim Ngọc Hân công chúa. Nhà Lê không thấu tình đạt lý, rước dắt về nhà dày xéo quê hương. Nếu có phút giây nào thiếp nhớ thiếp thương, là hình ảnh của một thuở hào hùng dương tộc. Còn hôm nay ông cha đã quên cội nguồn đất nước, thiếp giữa hai ngã đường bên trong bên khinh. Ngọc Hân, ta hiểu được lòng dạ của nàng. Tướng công, nhưng đất nước này không phải của riêng ai. Xin đừng tỏ ấy đua đài, cho nhân dân phải quan tâm Oh,
cho đất nước được thái bình, chứ không phải để cô đồng binh đao. Sứ mạng người tận gửi trao, ta sẽ thấy mình đã làm tròn. Xin đừng quán đừng hờn, trách cho phần lớn nhi. Một ngày cất bước ra đi là nghĩa ân đã trọn vẹn đáp đền. Hưng thịnh hay suy tàn, tan tành gãy đổ, điều là do phần số. Ôi một lê triệu từng rạng rỡ quý danh, hậu bối cam đành lực bất tòng tâm. Để tội tình hậu thế xét soi. Ngọc Hằng, tướng công, lời thiếp đã nói ra, xin người soi sáng. Thứ đồ này, ngay lúc này, người gánh vác không còn ai khác ngoài tài trí của phu quân. Ngọc Hân, xin tướng công hãy vì đất nước quê hương mà mở rộng lòng đón nhận trọng trách hôm nay và cơ nghiệp của Lê Triều. Sĩ ba quân và muôn dân đang một lòng chờ đợi đấng minh quân, ánh mắt khẩn cầu chờ đợi tướng công. Hãy soi xét thân rồng mà lên ngôi cửu đình, trong trách này đất nước nghiêng mình kính cẩn với cả thương yêu, xin trao trọn cho người. Xin người hãy vì đau khổ muôn dân, xin người hãy vì đau khổ muôn dân. Ôi nhìn ba quân núi sông kiều hùng, nhìn Ngọc Hân xót xa trong lòng, nỡ đâu đứng nhìn đành nghẹn ngào. Ly bìa tình thương trong số cao, ta xưng đáp tạ ân tình non sông đã gọi trao. Hỡi tướng sĩ ba quân, trọng trách với nước non. Xin người hãy cứu lấy non sông, xin người hãy lên ngôi hoàng đế. Đã cả nghĩ cùng suy, quế ta xin đón nhận, để gánh vác non sông qua bên lửa trận này. Khoác lên mình tấm lông bào của người vợ hiền trao gửi, là nhận cả tấm lòng hy sinh vì nghĩa. Nguyễn Huệ này xin nguyện trọn đời tác giả ghi.
ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân, tức 22 tháng 12 năm 1788, để lấy danh nghĩa chính thống, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho chúng chích luân bất phản, đánh cho chúng phiên giặc bất quan, đánh cho sử trì Nam quốc anh hùng chi hữu chủ. Trong tiên quân của tiền nhân, đất nước văn hiến từ ngày cha ông ta làm thơ và đánh giặc, để ngàn đời sau còn cho nối tiếp những mùa xuân như ánh nắng chiếu trên lưng chim lạc, sải cánh bay suốt 4000 năm chờ đầy ước mơ khát khao tự do. Chân thần tóc Tây Sơn, hồ hồ hồ, những bước chân xe dọc Trường Sơn, hồ hồ hồ, những con sông gầm Bạch Đằng Giang, hồ hồ hồ, những ngày tổng tiến công xuân năm ấy, đón những cánh mai vàng nở thắm, đêm tỏ thêm chiến công rạng rỡ đắp bồi hình hài non sông. Những cánh hoa đào đỏ thắm, niềm tự hào là cờ tổ quốc thắm bao màu sương cha ông. Xuân chiến thắng, xuân khát khao, xuân độc lập.
đất nước vào xuân như mùa xuân hào khí dân Nam, đất nước vào xuân từ nhịp trống tiên quân của tiền nhân, đất nước văn hiến từ ngày cha ông ta làm thơ và đánh giặc, để ngàn đời sau còn cho nối tiếp những mùa xuân như ánh nắng chiếu trên lưng chim lạc, sải cánh bay suốt 4000 năm cho đến ước mơ khát khao tự do. Hô 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 như bước chân thần tốc Tây Sơn, hô 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 như bước chân xe dòng Trường Sơn, hô 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 như con sông Cẩm Bạch đang sáng, hô 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 như người tổng tiến công xuân năm ấy, đất nước bước qua vạn mùa xuân, trải qua những chiến công nối nhau đắp phôi hình hai non sông, đất nước bước qua ngàn khổ đau để cho cánh mai đào nở rộ bắc nam sum họp một nhà, xuân chiến thắng xuân khát khao góp những cánh mai vàng nở thơm, điểm tô thêm chiến công rạng rỡ đắp bồi hình hai non sông, góp những cánh hoa đào đỏ thơm, điểm tô thêm là cờ tổ quốc thắm bao màu sương trắng, xuân chiến thắng xuân khát khao xuân độc lập như bước chân thần tốc Tây Sơn, hô 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 như bước chân xe dọc Trường Sơn, hô 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 như con sông Cẩm Bạch đang sáng, hô 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 như ngày tổng tiến công xuân năm ấy, hô 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 như bước chân thần tốc Tây Sơn, hô 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 như bước chân xe dọc Trường Sơn, hô 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 như con sông Cẩm Bạch đang sáng, hô hô vâng. Thưa quý vị, chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa là một trong những võ công oanh liệt bậc nhất trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông ta, và minh chứng cho truyền thống quả cảm không chịu lùi bước trước mọi thế lực xâm lăng là sức chiến đấu và chiến thắng của ông cha ta được tiếp nối qua nhiều thế hệ hôm qua, hôm nay và mai sau. Với những chiến công hiển hách của thế hệ cha ông, với những thành tựu của đất nước hôm nay trong công cuộc phát triển và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang không ngừng nỗ lực và hoàn thiện phát triển toàn diện để cùng với cả nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của phát triển và hội nhập. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ tiến lên sân khấu tặng hoa cho các anh chị em nghệ sĩ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa lịch sử với chủ đề đất nước vạn mùa xuân sẽ được phép khép lại. Kính chúc quý vị.